Ta đi xuống cầu và mình đã lạc vào một cái vùng đất mới. Chỗ này là mình chưa đi luôn. Đây là đầu tiên mình đến chỗ này và bây giờ mình sẽ đi vào trong rừng sâu để đi khám phá có cái gì trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Các bạn nếu mà thấy video này hay thì hãy comment và chia sẻ video này nhé. Đi thôi. Trái này ăn được không nha mọi người, mình cũng không biết tên nữa, quay cái trái thôi. Đây, quay gần. Đây, cái trái này rất là đẹp. Mình không biết trái này là trái gì luôn các bạn, không biết cây ăn được không. Để mình ngửi thử mùi thơm không. Ồ, có vẻ ăn được. Thôi, em có thể ngồi đọc tiếp ngoài đường không ai thấy nữa. Thôi đi, bây giờ mình sẽ đi theo con đường mòn này để tiến vào bên trong nha. Này để tới để đi vào trong cái khu rừng sâu bên trong nha. Ở đây là không có người dân ở, không có nhà, không có ai ở ngoài này, chỉ có những người dân họ đi làm thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua con đường này. Sông này, suối này họ gọi là suối Viên. Còn cái này là cầu Đập Quang, bây giờ mình sẽ đi qua cầu này. Đi thôi. Và bây giờ mình sẽ đi theo con đường mòn này để đi vào trong khu rừng sâu. Thì khoảng 1 tiếng đồng hồ mình đi bộ thì mới tới trong khu rừng sâu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi theo con đường này nha. Thôi đi. Bây giờ là mình đã sau 1 giờ đi bộ là mình đã tới chỗ đập này nha các bạn. Chỗ đập này là đây các bạn xem. Cái này là vào mùa mưa là nó sẽ nước sẽ tràn lên đầy lên tới đây luôn. Đi qua tay quay nước với. Đấy. Bây giờ là mùa khô nên là nước càng thì nước càng mình có thể thấy rất là sâu luôn này. Từ đây tới đó rất là sâu luôn nha các bạn. Bình thường là vào mùa mưa mình hay đi câu cá nhưng mà cái này thì chẳng được, không có cá. Các bạn thấy không? Nước rất là gặn luôn. Bây giờ là mình sẽ đi từ đây đi vô túc trong rừng sâu kia là khoảng 30 phút nữa. Thì mình cũng chưa đi lần nào nhưng mà bây giờ là mình sẽ đi để xem có cái gì trong núi, có cái gì thú vị không. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem khu này. Đấy. Bình thường là vào mùa mưa nước là sâu lên tới cái này luôn. Tại vì mùa khô nên là nước cạn nha. Ở dưới này có rất nhiều cá rô phi. Cái này là suối. Còn ngang là để nó làm cái đập. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên khu kia. Và bây giờ mình đã tới rồi nha các bạn. Mình đi bộ từ bên kia qua bên này là mắc 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình sẽ đi vào khu rồi. Khu rừng sâu khoảng 5 phút nữa là mình sắp tới rồi. Bây giờ mình sẽ đi nha. Rồi tay. Vâng, sau 3 tiếng đồng hồ từ khu đồng bàn mà lên tới khu rừng này là mất 3 giờ. Rồi bây giờ mình đã tới dưới chân rồi. Bên kia là mình nghe mọi người nói, người dân ở đây nói là có một cái rừng già trong này và có rất nhiều thác đẹp hoặc là nói chung là cây cối trong rừng. Bây giờ mình sẽ thử đi vào đó xem là có cái gì trong đó. Đi thôi nào. Mệt quá. Đi tớ không nói luôn.
mệt. Nóng quá. Bây giờ mình sẽ tìm một cái thác nào để tắm nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi theo cái suối nhỏ này để lên trên đồi nha các bạn. Đây đường rất là khó đi luôn đấy, khó đi. Ui sao đi được. Đây tới đường đi rồi. Wow mát quá, mát. Nước là đục, tại vì trời mới mưa nên là nước đục nha các bạn. Không biết nước này có cá không, để hôm nào mình làm một cái clip để đi. Wow cái này đi cẩn thận chứ không nó đâm người nha. Đây là cây dài, trong rừng có rất nhiều. Bây giờ mình đã tới thác rồi, để bây giờ mình sẽ tìm cho tắm. Wow, nước đục thế này sao tắm. Bây giờ là mình sẽ đi leo cái, bây giờ là mình hết đường đi rồi nha các bạn, không còn đường đi. Bây giờ mình sẽ đi leo cái thác này để đi lên khu vực bên kia. Đấy cực kỳ khó lên luôn, nhưng mà mình sẽ thử leo thôi. Ồ, con tí. Cái thác này là khó đi, có khi nào rớt bể thì phải ghi nước rồi đúng không? Ở trong rừng thì rất là tự nhiên. Đi đường nào đấy? Khó đi quá các bạn ơi. Đang leo núi trong phim vậy đó.
Bà con các bạn ơi, rồi giảm xuống không thay thấy còn một cánh luôn. Rồi bây giờ mình đã leo xong một cái thác 300 mấy rồi nha các bạn. Các bạn có thể nhìn xem. Đấy. Quay qua đây. Bây giờ mình rất là mệt luôn. Cái thác này mình rất là rung tin, tại vì nếu mà bạn nào mà tay yếu và không mạnh như mình thì leo thác này có thể trượt tay lớn đấy. Và sau video này nếu mà bạn nào muốn đi leo núi hay leo thác thì cứ liên hệ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tới một cái khu nào có suối để tắm, mình nóng rất là nóng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi. Đi thôi các bạn ơi, đi thôi. Bây giờ là gặp một cái thác lớn nữa, có thể mình chắc có lẽ là mình phải leo lần nữa. Bây giờ các bạn sẽ xem coi thác. Rồi, đây lại là một thác lớn, các bạn có thể xem qua nha. Bây giờ mình sẽ leo thác này đi lên trên đồi bên kia. Khu rừng này là mình chưa đi bao giờ nha các bạn. Bây giờ ngày hôm nay là lần đầu tiên mình đi vào khu rừng này. Và mình cứ thế đi theo con đường mòn, con đường suối đi tới khu này. Và lúc nãy mình mới leo xong một cái thác rất là lớn. Đây, cắn tay này rất là máu rồi. Bây giờ mình sẽ leo thêm một cái thác này nữa. Không biết sau khi leo xong cái thác này sẽ có gì trên đồi này. Mình cũng không biết. Bây giờ mình sẽ đi thôi nha các bạn. Đi thôi. Rồi đưa lên.
Bây giờ là mình đã leo xong cái thác thứ hai và tiếp tục sẽ là thác thứ ba. Riêng cái đồi này toàn là thác không nha các bạn. Từ nãy giờ mình chưa được gặp cái gì là thay trong rừng. Bây giờ mình sẽ leo tiếp tục cái thác thứ ba nha. Cái này thì dễ thôi, tại vì cái thác này nó thấp hơn. Rồi. Yeah. Cuối cùng cũng leo xong cái thác rồi nha các bạn. Trời ơi là cao, trời ơi. Trời toàn là thác không. Hình như là để lên được cái đồng cái đồi đồng bèn bên rừng kia là chúng ta phải băng qua khoảng 700-800 cây số, 700-800 mấy cái thác để tới được cái đồng bèn kia nha các bạn. Đấy các bạn có thể thấy là một đoạn khá dài. Bây giờ bắt đầu mình phải leo hết cái đoạn thác đó. Mình rất là nóng, bây giờ mình sẽ tìm chỗ tắm nha các bạn. Đói bụng quá. Ở đây là rất là nhiều ốc đá luôn các bạn. Ở trong rừng thì có rất nhiều ốc đá. Đây. Wow, ốc rất là ngon luôn. Cái này quá nhiều ốc đá trời trời luôn. Đây. Trời ơi, phải leo cái thác này nữa. Rất là cao. Bây giờ mình sẽ leo thác này nha các bạn. Ui. Ui. Wow. Leo cái thác thứ tư nha các bạn. Bây giờ thác này rất là cao luôn, cũng rất là thác nhưng mà nó dễ hơn cái thác đầu tiên. Bây giờ mình sẽ leo từ đây luôn suốt trên đồi kia là có thể khoảng 500 mét nữa. Chúng ta là 1000 mấy cái thác này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên nha. Ở đây thác rất là lớn luôn các bạn. Đây mấy con rừng nha, có thể uống. Nhưng mà tại vì mình mưa rất là đực nên mình không có uống. Mình đi cũng không mang nước gì hoặc là đồ ăn mình cũng không mang, cho nên là vừa đói vừa khát nữa nha các bạn. Bây giờ mình đi leo lên đó. Đây, mình vừa leo xong cái thác này nha các bạn. Ủa cái gì đấy? Cái này là leo đá. Cái này họ bán 1 ký, mình không biết bao nhiêu, họ mua 1 ký bao nhiêu ở ngoài thành phố. Họ rất thích cái này nha.
để trồng làm cảnh này nọ trong nhà. Nhưng mà ở trong vườn thì có rất là nhiều cái liều đá như thế này ngoài thác, nhưng mà mình cũng không cần đâu, thì mình cũng không dùng nữa. Đây liều đá các bạn, đây rồi xem đây, thì một số bạn ở vùng quê thì biết cái này chứ, rồi liều đá nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi leo, tiếp tục leo trên kia nha các bạn. Đuối luôn các bạn nha. Wow, mình không biết bao giờ mới hết cái thác này luôn. Yeah. Bây giờ mình đã leo xong cái thác thứ 6 nha các bạn. Khi nãy là vừa leo mình thấy một đàn khỉ đi ngang qua đây nha. Đây, nhưng mà bây giờ nó chạy qua khu bên kia rồi. Ở trong này có rất nhiều khỉ. Ồ, gai bông lan kìa. Gai bông lan rất đẹp luôn. Wow. Đó, còn một cái thác nữa. Có lẽ ngày hôm nay là mình chỉ đi lên trên rừng này, nhưng mà ngoài toàn là thác. Cho nên mình phải leo từ đầu tới cuối luôn nha các bạn. Không gặp được con gì, nãy mới gặp được con khỉ mà nó đi ngang qua mắt. Cả đàn chạy rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục leo thám này nha. Ừ, mát quá, bao nhiêu mát quá, mát quá. Hồi nãy giờ mình kiếm cái hồ lớn để tắm mà chưa có thang nữa mà. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục leo thám này. Cái thám này cực kỳ khó leo luôn nha. Nếu có leo được không? Căng nước quá. Tại vì mình đi có gì không? Mình đi mà không có mang nước hay không mang đồ ăn luôn. Bây giờ vừa đói vừa căng nước. Ở trong này là suối tự nhiên ở trong rừng nha, không có cái gì độc gì. Bây giờ mình sẽ uống nước này. Đó, căng nước quá. Uống hết cái cặp luôn. Trời ơi, không có đường ra. Cái này đi rất là luống nha các bạn. Đây cái thác. Ôi trời, ôi trời 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 trời. Trời. Khó đi quá. Còn chèn cái này không? Thác này rất là cao so với thác kia các bạn. Bây giờ cái trang mình rất là khó đi luôn. Ở trong này có thể là cái đầm lầy. Rồi xin chào mọi người, thì mình đã đi lên cái rừng này, nhưng mà tại vì cái rừng này là ở trên đồi rất là nhiều thác, bây giờ không có đường đi nên mình phải đi theo đường suối. Mà từ đầu tới cuối là đi thác thôi, nó khoảng 1000 mấy mét là đi thác. Hồi nãy giờ các bạn đã xem video các bạn thấy đấy, nhưng mà đi lên khúc này rất là khó đi,
nhưng mà bên này thì lại không có đường để đi về. Bây giờ mình có thể chắc mình là sẽ quay lại cái đường kia hoặc là mình tiếp tục mình đi. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay hoặc là có một ý kiến thì có thể bình luận dưới video. Còn bạn nào muốn đi trải nghiệm như mình thì cứ liên hệ cho mình nha. Bây giờ mình sẽ đi về, thì cũng đã 3 giờ chiều rồi. Mình đi từ 9 giờ sáng tới bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Hiện tại là mình không có đường để đi ra nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.